Đăng phạm. Sao ấy? Bố con gái đi lấy chồng bố khóc à? Hôm nay ngày vui các bác, với lại cũng là thật sự là cũng là bạn ấy vừa hát vừa bàng vừa hát vừa khóc các bác ạ. À. Vừa giọt nước mắt hạnh phúc, với lại giọt nước mắt thì cũng là gọi là cũng là chuẩn bị lấy chồng, cũng là xa gia đình. Rồi bạn ấy là chắc là không kiềm được cảm xúc. Xin chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của A Nhiệm TV. Và hiện tại thì cháu A Tuyền đang có mặt tại một bản làng của Hơ Mông, các bác ạ. Đó, đằng sau của cháu chính là những thiếu nữ người Hơ Mông ấy, đang mặc những chiếc váy rất là lộng lẫy. Và ngày hôm nay thì chú A Nhiệm đang có việc bận các bác ạ. Còn cháu sẽ là người đi trước để xem là hôm nay đám cưới của em gái của bạn A Sao các bác ạ. Một bạn rất là vui tính, hài hước. Hôm nay thì em gái đám cưới, và vài hôm trước thì có gặp nhau ở giữa đường ấy, thì em có mời cháu và chú Nhiệm ngày hôm nay lên tham dự để xem là hôm nay sẽ có những cái phong tục gì các bác ạ. Hôm nay thì cháu A Tuyền có đeo thêm một cái thiết bị mới này các bác, một chiếc mic micro vừa mới mua, sẽ giúp cho âm thanh được tốt hơn. Nếu không là hôm trước ấy quay em mùi tàn thì các bác cũng nhận xét là âm thanh là hơi kém. Xin mời các bác đi theo cháu A Tuyền vào đám cưới ngày hôm nay nhé. À đây các bác ơi. Đây bạn Sào thì đang cầm cái thứ gì này? Để mình để cháu ra hỏi xem đây là cái thứ gì. Đây là cái gì đây anh? Đây là sính lễ mang từ nhà trai xuống đấy à? Sao lại không dùng nữa đúng không? Một con gà để trong cái lồng có hình thù rất là kỳ lạ đây các bác ạ. Có cả một con dao quắm nữa. À, chồng của bạn Pàng, em gái của Sáu ấy các bác, thì ở Bát Sát. Vì vậy là có thể là phong tục ở trên của người Mông ở trên Bát Sát sẽ khác với phong tục của người Mông ở dưới Bảo Yên mình. Cùng một tỉnh thôi các bác nhé. Nhưng mà có thể phong tục ở hai huyện, hai nơi sẽ khác nhau. Cái sính lễ đem từ trên kia xuống nhưng mà dưới này lại không dùng. Đó. Đây, cô cho chú rể đây các bác ạ. Đây mọi người hàng xóm láng giềng thì đang hộ nhau đây các bạn. Những cái bó củi rất là to này. Thời điểm cháu đang ghi hình là 7 giờ sáng các bác ạ. Cháu đến từ rất sớm rồi. Nhưng mà cái thời gian đấy thì nó hình ảnh hơi tối, cháu đợi sáng sáng một chút thì cháu mới bắt đầu ghi hình đấy. Đây vợ của A Sao đây. Chào em nha. Đây cô dâu đây các bác. Chào Pàng nhá. Chào anh nhá. Lâu lắm không gặp nhỉ? Lâu lắm không gặp rồi. Hai anh em bạn Sao ấy, cả bạn Sao và Pàng, cả hai đều có cái phong cách nói chuyện đấy các bạn, rất là hài hước vui vẻ luôn, hồn nhiên. Đây, nước ngọt đây các bác. Cháu thấy có vài chai nước ngọt và một túi kẹo rất là to. Ôi,
hơi tối các bác ạ. Hôm nay cháu quên cầm theo đèn. Đấy, cháu A Sao. Chào mọi người nhá. Ai đồ A Sao các bạn ạ? Để cháu đợi gia đình họ tổ chức những cái nghi lễ đi các bác, xong rồi nói chuyện với Sao sau các bác nhé. Ừ, tối quá nhỉ. Cháu thấy các anh đang phát kẹo đây các bác ạ. Đang phát kẹo cho mỗi người vài chiếc và sẽ rót nước ngọt ra đấy. Một cái khác so với đồng bào người Tày của cháu rồi. Đấy, mỗi người sẽ được một chút kẹo cho vào túi áo. Các bác thông cảm hình ảnh hôm nay sẽ là hơi tối các bác. Đấy, lại đi lấy thêm kẹo đây các bác. Sẽ pha cho mọi người một ít kẹo. Đây là lần đầu tiên cháu thấy cái cảnh như thế này, này rất là hay luôn. Khác so với đồng bào người Tây, người Thái, người Nùng và nhiều đồng bào khác thì người Mông họ sẽ không lấy rượu ra để tiếp đâu các bác ạ, sẽ lấy nước ngọt. Cũng không phải là hầu hết người Mông đấy các bác nhé, nhưng mà ở tại hiện tại là gia đình của nhà bạn A Sào ấy thì đang dùng nước ngọt để tiếp nhà trai đấy các bác đấy, nước cam. Đây là câu chuyện giữa hai bên gia đình đang có những lời đối đáp với nhau bằng tiếng dân tộc Mông. Lại mấy nước ngọt các bác ạ. Đây là bố của cô dâu đấy, bố của bạn A Sào đấy. Đây có lẽ là những cái bậc cha chú rồi. Cháu cảm thấy là người Mông ở đâu cũng vậy các bác ạ, rất là khách sáo và hiếu khách luôn. Thank you.
các cụ thì đang nói chuyện trong kia các bác ạ. Anh thấy là do nước ngọt nhiều lắm là như nào ấy, là phong tục của mình à? Ừ. Không uống rượu à? Không uống rượu đâu. Hay à, lần đầu tiên anh thấy đấy. Bọn em thì không uống rượu đâu. À. Hôm nay thì đám cưới em gái thì A Sào bổ lợn to không? Cũng bé thôi. Bé là bao nhiêu cân? Một tạ ba thưa anh. Hai con à? Một con thôi. Thế gà có mổ nhiều không? Gà 50 cân. 50 cân gà? À. Vậy thì cho anh hỏi tí nhá. Sính lễ của nhà trai ấy, thì có những gì? 12 triệu tất tần tật thôi, không có cái gì luôn. Chọn gói luôn? Ừ. Không tối. Bình thường thì lấy vợ thì nhà trai thì phải tổ chức đám cưới cho nhà gái đúng không? Ừ. Thế bây giờ có tổ chức cho nhà gái không? Bây giờ đây có lấy 12 triệu thôi, 12 triệu em không được cái gì, em còn đi vay gần 20 triệu đi làm cái đám cưới này đấy. À, đám cưới là mình tự làm thôi đúng không? Ừ, mình tự làm thôi, coi như là mình tự làm thôi cái này. Hôm nay nhà gái xuống đâu, à nhà trai xuống đâu? Chắc 7, hơn chắc 7-8 người gì đấy. Thế thì phải tí phải cho nhà trai uống say đi nhỉ? Chắc không có ai uống đâu, chỉ uống nước ngọt thôi. Hôm nay chỉ uống nước ngọt thôi à? Ừ. Thỉnh thoảng mấy ông già kia uống thôi. Thế tưởng đám cưới phải uống rượu tưng bừng chứ. Ừ, không uống được anh. Ồ, thế đơn giản quá nhỉ. Thế A Sào chuẩn bị đi làm việc chưa? Bơm mâm lên biết chưa? Chưa, bây giờ anh em còn chưa đến mà. Tầm 10 giờ đấy. Hôm nay là đám cưới là thực đơn bao nhiêu món? Em cũng không biết, như hôm qua bảo là 8 món hay là 9 món gì. Ai đấy. À, nhiều món phết đấy còn gì nữa. Sào, đám cưới của nhà bạn Sào thì ở trên này các bác ạ. Còn không gian bếp thì sẽ được tổ chức ở dưới này, sắp xếp làm việc ở dưới này đấy. Một cái món ăn rất là đặc trưng trong đám cưới đồng bào người Mông là đậu phụ đấy, ở đâu cũng có luôn. Chú thì đang cắt đậu phụ đây các bác, và được chiên giòn ra bên kia. Ôi, đuổi mấy con gà đi chú ạ, tí nó lại ngủ ấy. Vào trong nhà nữa, các anh thì đang làm đấy. Ôi, gà đã được luộc chín rồi các bác ạ. À, phía bên này là món thịt lợn xào hành tây này các bác. Đấy, một nồi to. Đặc điểm của người Mông trong đám cưới các bác ạ, cứ nấu cứ xào bằng nồi này thôi. Đấy, một nồi canh to nữa. Canh xương lợn, một con lợn bạn Sào nói là 130 cân. Phía bên này thì các anh đang làm món lòng. Lòng lợn hả anh? Vâng. Lòng lợn này là món gì đây anh? Sở với cái gì ạ? Sao với hành tây à? Sọ. Sao với gì cơ? Đố à sao anh? À, giá đố à? Dạ đố ạ. À. Thế sao bảo hôm nay có 8 món cơ mà nhỉ? 8 món ạ. Ây da, nhiều đây, nhiều món đây. Có món gì anh thử nói qua được không? Hả? Có món gì anh nói qua được không ạ? Nhiều món lắm. Lợn xào hành tây này, canh này, canh đu đủ này, canh đu đủ này đúng không? Lòng xào này, thịt gà này, gì nữa? Đậu phụ này, rau cỏ nữa, và dưa hấu ấy, trứng gà nữa. À, trứng gà nữa ạ. Đây là lòng mình mua ngoài thêm chứ anh, hay là một con lợn hôm qua mổ? Lòng này một con lợn thôi ạ. À đây một con lợn nhiều lòng này cơ ạ. Ôi giời. Đây là trưởng bếp nhá. Đây là anh này à? À hà, vâng vâng. Cháu thấy là bếp thì không náo nhiệt bằng người Tày được, người Tày đông lắm, ầm ầm ấy. Trong bếp hiện tại chỉ có 2-3 anh thôi, rất là ít. Ít mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đấy, cô dâu thì vừa thay váy mới đây các bác ạ. Váy rất là đẹp luôn. Xấu hổ à, Pang? Dạ. Xấu hổ à? Không, không xấu hổ, không ngại đâu. Pang thì đã đi nhà chồng được một thời gian đấy nhỉ? Vừa ở nhà chồng xuống thôi đúng không em ấy? Xuống theo chồng luôn. Cháu Tuyền thì đã được đến nhà chồng của em Pang một lần rồi và uống rượu với chồng em Pang một hai lần rồi các bác ạ. Em rất là hiền luôn đấy. Sao không mua váy mông cho vợ ạ? À? Đầy. Đầy sao không bảo vợ mặc vào? Ôi giời. Em gái cưới mà không bảo mặc vào không chụp ảnh. Đi tha rồi, gió mới nói. Đấy, tôi có sẵn à. Sao đang bảo vợ đi mặc váy vào ấy để chụp ảnh. Vợ em xấu lắm, mà váy cần xấu hơn. Vợ xấu gì, vợ mình phải xinh nhất chứ nhỉ? Ta nhỉ? Xấu hổ à? Già quá, chụp ảnh nó ngại đây. Già cái gì? Có mỗi hai đứa con này làm gì đã già đâu. Khi nào có 5 đứa đâu mới già. Sao ấy? Bố con gái đi lấy chồng bố khóc à? Nhớ ông nhỉ? Em Pang đi ở nhà chồng một thời gian rồi thế. Hôm nọ cháu lên đấy chơi mà. Hôm nào nhớ quá bảo A Sáo đưa đi thăm. À, bố lên nhà chơi mấy lần à?
Đây các bác ạ, khi nãy là mình bận một chút việc lên sau một chút, cho Tuyền lên trước đây các bác. Lên đây đây, mọi người chỗ này khá là đông vui đây. Lý do hôm nay là mình có mặt ở đây là được em Sào ấy. Chú Thi có lấy lên mời đến mình các bác ạ, với lại em Pàng nữa, hôm nay là đám cưới của là em Pàng. Trước mới đấy xưa còn nhỏ nhỏ bé thôi, bây giờ đã hiện tại bây giờ là đã đi theo chồng rồi các bác ạ. Đến đây cái này mọi người này cũng là mang thuốc vào đây cũng bán giới thiệu cho bà con luôn. Cái này có xem là các thuốc gì đây. Nhiều loại lắm. Nhiều loại thuốc các bác ạ. Toàn chủ yếu thuốc nam của đồng bào dân tộc của mình rồi. Đó các bác lên đây một cái. Chứ cả sơ gan quả trứng. Video đầu năm các bác ạ. Video đầu năm này mình cũng tiện thể đây, mình cũng là chúc tất cả quý vị khán giả với lại mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và luôn luôn là may mắn các bác nhá. Đó, đám cưới của đồng bào người Mông các bác ạ, nhìn bên đây những cái bộ trang phục rất là sặc sỡ, đúng là đặc trưng riêng của dân tộc Mông của mình các bác ạ. Đó. Đấy. Khá là đông luôn. Hôm nay là rất là vui luôn các bác ạ. Rồi, xin chào. Rồi, mình vào trong này các bác ạ, vào trong này xem là em Pàng với lại thăm hỏi em Pàng với Sao một chút đây. Có cả bố của Khánh đây, chú. Đây luôn một chút các bác ạ. Rồi, con xin rồi. Sao bảo là đang bật nhạc lên để cho các mấy em mấy anh này nhảy. Mấy em ở đây để nhảy. Lấy ghế ra đi. Nhảy ở chỗ mặt. Chúc mừng hôm nay ngày vui, chúc mừng nhé. Vâng. Lâu lắm rồi không gặp. Tưởng là quên anh rồi nhưng là vẫn là có cái lời mời tới anh, thật sự ra thì anh rất là vui. Đây quay đi anh. Chắc là nhạc là chưa khớp cho lắm nhỉ, từ từ. Vỗ tay lên nhá anh em nhá. Vỗ đấy. Thay đồ thật con. Vỗ tay lên đi. Em làm bao nhiêu mâm ấy? Chắc tầm 8 mâm, 9 mâm gì đấy thôi. 90 mâm? Không, em được bốc phét rồi, mười mấy mâm rồi anh ơi. Làm gì mười mấy mâm, đông như này mà, cái này phải mấy chục mâm á. Mười mấy mâm thôi mà. Đông nhỉ, vui thật. Cưới vào đúng vào hôm mà mùng 2 Tết Dương Lịch. Ngày đẹp đấy. Ngày đẹp. Lâu không gặp, bây giờ càng ngày nhìn càng đẹp trai ra nhỉ? Trai cái gì? Biết cho cậu thôi, chắc mà nó đẹp hả? Biết cho chó á? Chó nó cậu thấy là nó xé nó bằng cậu. Rất là vui các bác ạ, à, được à, em là sao? Em có một ít việc đi em nói chuyện với anh sao? Ok. Vui các bác ạ, à, được à, em ấy có lời mời tới, vẫn nhớ tới là anh em của mình. Mọi người tập trung ở khắp các bản. Mọi chỗ mọi nơi về đến đây khá đông này các bác đây. Đây có cả hôm nay có cả là mấy mẹ con vợ của Khánh nữa đây. Đấy. Thế nghe nói bảo là có được thêm là thêm
mấy đứa nữa mà đúng không? Em là bây giờ là bốn nhà nam nhỉ? Đứa thứ năm á? Đứa trong đi ở trong này nữa. Ôi dồi ôi, càng quá. Lâu không được lên thăm vợ chồng một gái là cứ để son son thế này. Khánh đâu rồi? Hôm nay nó đi làm gỗ ạ. À, đi làm gỗ. Đi làm thuê. Đây các bác ạ. Lâu không gặp này mọi người cũng là rất là nhiều thứ, nhiều cái cũng khác rất là nhiều các bác ạ. Đấy, hết nhà rồi. Mình chưa nhìn thấy em Pàng đâu, chắc là em ấy ở trong nhà các bác. Rồi bây giờ cũng bắt đầu chuẩn bị vào ăn cỗ rồi. Mọi người bắt đầu dọn là những cái bộ bàn ghế ra đây các bác để ăn đây. Ô em. Ôi rồi, bây giờ mới nhận ra các bác ở đây. Nhìn khác quá. Các bác có nhận ra ai được không? Nếu trước đấy thì mọi người dõi theo bên chỗ Giang A Pháo với A Pháo TV thì mọi người chắc là nhận ra đây bạn này đây. Đó là vợ của bạn Tráng các bác nhá. Hôm nay khá là xinh luôn. Ủa khi nãy anh vừa thấy Tráng đây mà nhỉ? Tráng đâu rồi nhỉ? Khi nãy mình thấy có cả bạn Tráng ở đây các bác ạ. Đẹp lắm. Ở bên này mọi người đang này thì ghi những cái phong bì để mừng đây các bác. Đây chắc con dâu chắc ở đây rồi. Cô dâu chắc là ô chúc mừng gia đình mình. Bố của sao các bác? Chú lâu lắm rồi không lên chú rồi. Đấy sao là có cái lời mời tới cháu. Vâng, chúc mừng gia đình mình chú nhá. Vâng, tốt quá. Một tí nữa ngồi uống rượu với chú sao nhá. Bố của sao các bác ạ? Có vẻ là cũng thấy ngà, chắc là cũng uống rượu từ hôm qua về rồi. Ngày vui của gia đình mà. Đây các bác, đây, mà Tráng đây, lên đây gặp ở đây rồi. Chào nhé, xin chào. Vâng. Tráng thì đang bận các bác ạ, đang bảo mọi người là xem bàn. Em là bên là trưởng bếp à? Bên trưởng đoàn chỉ đạo mọi người à? Rồi, nói chuyện với bạn Tráng của chú các bác lâu lắm rồi. Còn làm gì nữa. Đeo mic vào. Ở đây thì hơi ồn một chút các bác. Chào lúc gì giờ đó nó này, chào gì giờ đó nó, chào nó sẽ tham nhau đi nhé. Má mày thẳng vào nó không được nhé em nhé. Giờ này ở nhà hay làm đâu em? Dạ. À bảo em ở nhà hay đi làm ở đâu? Em ở nhà thôi anh ạ. Ở nhà thôi à? Thế trước thấy anh tưởng là em đi làm ở đâu, ở dưới khu công nghiệp đâu mà. Từ năm ngoái em làm đến tháng 10 em về, còn tới bây giờ em không đi làm nữa. À bây giờ ở nhà phát triển kinh tế à? Không có làm anh, nhưng mà không có chỗ nào đi làm nữa thì ở nhà thôi. Bây giờ kiểu là mình về thì trồng cây nữa, thì bây giờ đang vào mùa trồng cây ấy. À. Bây giờ mình ở nhà trồng cây thôi ạ.
Có nhiều đất thì trồng nhiều cây là tốt rồi, trồng được nhiều quế không? Trồng được mấy vạn rồi? Không có mấy vạn đâu anh ạ, à, có 2-3 nghìn thôi ạ. À. Thôi cố gắng không? Mình đi làm, cho dù đi làm xa như nào thì cuối cùng mình vẫn về quê mình làm và phát triển kinh tế thôi. Vâng ạ. Về nhà còn nếu có đất đai thì có... Con đất đai này rộng rộng này mình là trồng cây này với lại là chăn thêm chăn nuôi nữa, vậy là đúng được rồi. Rồi rất là vui được các bác hôm nay lên để gặp đông đủ mọi người. Cũng khá là lâu rồi mình không được là lên trên bản đây rồi các bác ạ. Tráng thì là bản là khác với Sào các bác nhé, nhưng là cũng gọi là anh em với nhau, cũng gọi là biết nhau, cũng là đến đây là cũng hộ nhau giúp nhau các bác. Mình chích tờ, mình chích tờ cho em ăn hủa cả. Cảm ơn em nhiều nhé, hôm nào có gì có thời gian là lên chơi. Dạ, đây, bây giờ anh bạn không nhận ra luôn. Đấy, hôm nay là ăn mặc là khá là đẹp luôn đấy. Dạ vâng, thế à, em rồi, đi rồi, làm được, thì em cứ là hộ mọi người làm đi nhá. Khi nãy là ở bên trên các bác, bây giờ xuống cái này xem là bên là bếp xem hôm nay như thế nào. Cũng có vẻ là lên đây với mọi người đã làm xong hết rồi các bác ạ. Đấy, mọi người bà con là đến hộ nhau ở trên vùng cao của mình đấy các bác. Mỗi người mang theo sau là một bó củi như này này, đến hộ nhau. Đó, ở đây cũng có là nhạc nữa, hơi ồn một chút. Đây, các món này làm chín hết đây rồi. Món giò này, hoa quả tráng miệng là có dưa hấu các bác này, ở dưới thịt gà với lại là bó chủ yếu liên quan tới thịt lợn thôi. Đã xong xuôi đây hết rồi. Đấy, còn bên trong này các món nữa, canh đây, món giá đỗ xào này, đậu phụ sốt cà chua, trứng luộc, canh là canh đu đủ các bác ạ. Đó, trên mình bà con của mình đám cưới các bác toàn những cái món gọi là đơn giản thôi, nhưng thật sự rất là vui các bác. Cũng tùy theo là kinh tế của là mỗi đồng bào dân tộc nữa, tính theo khổ nữa các bác ạ. Bắt đầu là các món lên đây rồi. Các bác các con cả bạn phành nữa này. Ồ, nói chung là toàn người quen rồi các bác ạ. À, bạn này bạn kia. Bang thì bảo chạy ra quán để mua cái gì đúng không? Đấy. Ây da, xin chào Hòa đại nhân. Ok ok. Hòa đại nhân. Giờ này đến trưa rồi, mọi người bà con bắt đầu di chuyển dần lên để là dùng cỗ rồi các bác ạ. Ô, xin chào. Chào chú nhá.
khỏe nha. Vâng, vâng, vâng. Vâng, vâng, cháu rất khỏe ạ. Vâng. Ây da, xin chào Azin. Khỏe khỏe chứ? Rượu nhiều yếu gì? Hay là lấy thêm vợ hai nó yếu? Đâu dép của, sao dép của nó đâu không đeo vào cho con? Không muốn đeo dép các bác ạ. Đây. Mặc những bộ khá là đẹp. Thực đơn chuẩn của mâm cỗ ngày hôm nay đây các bác ạ. Có canh đu đủ hầm với xương này, có thịt gà luộc, dưa hấu, đậu phụ sốt cà chua, thịt lợn xào, hai đĩa các bác ạ. Còn giá đỗ xào với lòng, món giò với lại một chiếc luộc nữa. Em là mấy đứa rồi nhỉ? Hai đứa này đúng không? Ôi giời, nhanh quá nhỉ. Một thời gian không lên được các bác ạ. À. Bây giờ là vợ chồng sao thì đã có là làm hai bé rồi, trai hết à. Ây da. Thôi xem nào, bác xem nào. Trước đợt là lên bé tí, bây giờ lớn như này rồi đó, xem nào. Ây da. Đẹp trai. Hầu Quang Vinh đây đúng không? Còn cái này là hầu gì đây? Quang Minh ở cái này là hầu gì? Hầu Quang Minh. Hầu Quang Minh á? À, hầu Quang Minh là hầu Quang Minh à? Thấy các bác là người thân anh em trong gia đình ấy, khi mà đến đây là ăn cưới này sẽ mang góp này, chăn màn đấy các thứ. Lâu lắm mà không được đi ăn đám cưới của đồng bào người Hơ Mông của mình rồi các bác ạ. Lên trên bàn này vui thật. Nên là gặp toàn là người quen không. Bản của A Sào với lại bản của cháu Nhiệm, cháu Tuyền là gần nhau thôi các bác ạ. Cũng không phải xa cho lắm, thế đi lại nó cũng dễ. Đây các bác, nhân vật chính ngày hôm nay đây, mãi mới thấy đây, xin chào. Ôi ôi, hôm nay nhìn đúng là cô dâu nó khác các bác ạ. Mới ngày nào lại còn lên đây còn bé thôi, còn nhìn bây giờ đã là đi lấy chồng rồi, có con rồi. Đấy. Đây các bác, bộ đồ của cô dâu này khá là đẹp luôn. Đấy, ra đây để chụp hình check in. Bộ đồ này là bao nhiêu tiền này em, bộ đồ này? Bộ đồ này là được bố mẹ em mua, em cũng không biết nhưng mà cũng nghe bố mẹ nói là 2 triệu ạ. Bao nhiêu? 2 triệu ạ. 2 triệu, ây da. Khá là đẹp rồi bác này. Ý. Rồi. Chưa nhìn thấy chú rể đâu, mình vẫn chưa biết mặt chú rể là như thế nào đấy.
đâu chồng của em đâu, chú rể đâu. À thôi, đợi một chút nữa kiểu gì chắc là lên trên đây cũng là lên cũng làm lễ. Ở đâu ở đâu? Ừ, thôi một tí nữa kiểu gì cũng gặp nha. Đâu? Đây á? À đây, đây chồng của Phạm đây bác. Ờ, xin chúc mừng em nhé. Mọi người chụp hình check in các bà đây. Đây các bác, hôm nay làm MC không phải là không phải tiếng Kinh các bác nhé, mà MC là bằng tiếng Mông. Mình vừa nghe thấy cái giọng MC hình như là bạn Tráng hay sao các bác ạ. Tráng hôm nay sẽ làm MC à? MC tiếng Mông luôn các bác. Giờ này bắt đầu vào đến cái giờ là vào ăn cỗ rồi, mọi người đang vào đây. Mẹ còn chuẩn bị cho con hôm nay làm em MC luôn à em? Thấy anh vừa thấy nghe thấy tiếng thấy nói đây, tự làm MC. À, làm MC tiếng Mông luôn nhỉ? Yeah. Ôi, mọi người bắt đầu di chuyển vào. Rồi các bác ạ, cái này chắc phải ăn phải mấy đợt á? Cái này phải mấy đợt em nhỉ? Dạ. Bây giờ là hình như là cho chị em phụ nữ với trẻ con vào ăn trước đúng không? Chị em phụ nữ trẻ con vào ăn trước các bác, xong rồi mới đến đàn ông con trai sau. Vì do cái không gian ở đây nó cũng là hạn chế. À, hôm nay bạn như là lời của Sào nói sẽ là làm 40 bông các bác ạ, nhưng mà cái này là sẽ không đủ đâu. Cái này không phải 40 bông, cái này phải hơn 40 bông chắc chắn rồi. Hôm nay cháy cố rồi em ạ. 40 mâm là không đủ mâm ngồi rồi. Em có kiểu ít người cơ. Chứ được các bác có 40 mâm cái này thấy toàn người không, cái này hôm nay là cháy cố rồi. Có cháy cố tiếng kiểu gì đây? Tám mươi mâm mà có làm 40 mâm cố này quả này vừa mồm rồi. Còn đây người gia đình của mình là gọi là nhịn thôi, không ăn cỗ thôi, để cho nhiều cho người ngoài chứ đã thôi. Em cứ tưởng là ít người về. Thế mời kiểu gì phải lên danh sách chứ. Rồi cứ gọi alo phát là không cần danh sách đâu mà. Cứ gọi trên alo trên mạng thôi. Thế không ghi thiệp mời à? Không ghi đâu, của em không ghi đâu. Cứ alo rồi. Nếu ai đến thì mới là bạn thân, anh em của mình cũng đến thôi thế. Rất là hay, rất là vui luôn, là đồng bào dân tộc của mình các bác ạ. Thì không cần phải là thiệp mời đâu, chỉ cần là alo một câu thôi. Cái này thiếu 40 mâm này thẳng rồi. Thẳng rồi. Thế anh Nhị Sơn này, ở chỗ này chắc phải đến 40 mâm rồi á, là thấy ngồi đây. Thấy kín rồi. Thế còn người ngoài thấy nhiều, thấy lắm rồi. Ngồi 8 người đi đấy. Cái này 6 người thôi. Biết ngồi 8 người nhưng là không đủ ghế chứ. Cứ ngồi 6 người cứ ăn hết thì lại làm một lượt sau thôi, khe thôi. Bây giờ lượt sau ai không có thì biết sao, biết làm gì. Không, thức ăn vẫn còn đủ mà. Thức ăn đủ cái gì? Không có là mình lại lấy lợn mình bổ thêm thôi. Ăn lợn, nhiều nhỉ. Lợn ở nhà thì vẫn còn con, không lo đâu. Không lo là bổ tí bổ tiếp để chiều ăn tiếp nhỉ. Đây. Em cứ tưởng là ít người về đông cũng đông phết đấy. Sau ấy, mời phải viết ra xem bao nhiêu người mới biết được. Ngồi đào đào. Nào xuống cái này để cho cô dâu chú rể làm à. Cắt trâu thì mới mà đi trả cá. Được rồi, nắp luôn đấy không? Bác đám cưới ở trên vùng cao của mình rất thật sự là đơn giản, chỉ như vậy thôi.
giới thiệu cô giáo để kiểu là cô ạ. Có giới thiệu. Nhà trai với nhà gái có bây giờ đúng không? Không? Có như không biết phát biểu gì. Nó chiếm bông gì? Nó chiếm bông hết đúng không? Chiếm bông hay là đi bông được mà. Bây giờ chúng ta cũng để hát một bài nào. À, cô. Anh sẽ bài gì ấy đi 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 tán luôn rồi lại chứ mất cho lại là nó có đâu mà đó giờ bây giờ chú Hà Quốc hay nhá ấy biết thế cảm ta thế à thế thế ta ô con là ta sự chứ mà chứ mà bên trả chứ mà tán tua rồi này chứ to ra thì là ta lo rồi mà ha chứ chứ mà họ bông chứ là rồi hôm nay chúng ta chơi 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 Vừa nghe thấy MC nói các bác bảo là cô dâu chú rể sẽ hát tặng mọi người đây là một bài. Hôm nay ngày vui các bác, với lại cũng là thật sự là cũng là bạn ấy vừa hát vừa bàng vừa hát vừa khóc các bác ạ, vừa giọt nước mắt hạnh phúc, với lại giọt nước mắt này cũng là gọi là cũng là chuẩn bị lấy chồng, cũng là xa gia đình rồi, bạn ấy là chắc là không kiềm được cảm xúc, phải là chạy vào trong nhà rồi các bác ạ, đang hát. Vẫn đang khóc, đang xúc động. Đấy có cả chú nữa lên cơ, em ấy với có với là cả chú nó lên cùng nữa thì em ấy với. Hát được nữa các bác ạ.
Là em là đi lấy chồng là gọi là xa gia đình rồi nha. Rồi các bác à, thôi chắc là đợi mọi người xong một chút nữa mình sẽ tìm một cái bàn nào đấy ngồi ăn bữa cơm bữa cỗ chung vui cùng với là gia đình của nhà em Xào, em Phàng các bác nhé. Đợi mọi người ăn xong đã, xong rồi lại tiếp tục lại cho cố lên. Đó, các bác này diễn ra, tham gia diễn ra thì không có MC đâu, chỉ có là loa đài đó. Lại cũng không làm cái nghi thức nghi lễ nào các bác ạ. Đẹp trai đúng. Đẹp trai như bố nhỉ. Thế nào? Đẹp trai như bố. Thank you.
thứ hai các bác ạ. Bát đũa thì được rửa trực tiếp như vậy. Đấy, bác ạ, à, mình sẽ ngồi mâm ở đây này, mâm ở đây cùng với cả chú anh thủ trưởng bản ở đây nữa, với mọi người nữa bác. Vâng vâng, chú ngồi đi, cháu ngồi bên này thôi. Bố Khánh các bác ạ. Các bác nhé, xem cái thúc video luôn các bác ạ. Video là cũng là đầu năm mới, cũng là người lời mời của gia đình của nhà Bạc Sao và Tà các bác ạ. Thế là hôm nay là ai nhiệm cùng với Tuyền nó hai cháu bên trên này. Hôm quay ghi lại một chút những cái hình ảnh diễn ra cái đám cưới đảm bảo hôm nay và ngày mai còn tiếp tục di chuyển đến bên kia là em bà cho là bạn bà gia đình bà và nhà cho gia đình của em các bạn. Các bác nhé, mình sẽ để thêm cái thùng video của các bác. Các bác nhé, video nhé. Chào các bác.